Chào mọi người, như hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách xử lý dòng Toshiba báo lỗi E030, E020, E010. Đây, Toshiba 857 nhé, dòng đuôi 7. Thường thường cái dòng mấy lớn này nó giống nhau hết nhé. 656 đuôi 6, 657. Con nó kẹt giấy thì nó có nhiều nguyên nhân. Mình làm, mình kiểm tra. Hôm nay như máy này, kẹt giấy nó kẹt ở trong cái sợi này á. Kẹt nam nó đi tơ giấy này. Tơ giấy nó gấp quạt lại. Và các bạn kiểm tra là lỗ rulo tên coi nó bị mòn không, rulo giữa cái bị búng bị tơi xước không. Hai cái gậy rulo được ba nữa là do lấy con mòn thì để khi mà rulo không mòn không tơi xước, rulo tên rulo giữa không tơi xước thì bạn kiểm tra cái lấy con thì mở cái này ra, mở cái vít. Đây, bộ co này, đây cái bộ lấy co này nó bị mòn thì các bạn mở đây, nó có cái lò xo đây. Mình mở đây. Mở đây, mở đây mình thấy cái lấy co này. Cái nào mòn thì mình thay, còn mình thay nguyên bộ luôn. Cái này bảo lỗi là E030 này, E020 này. Là nó sẽ bảo lỗi, nó thường mặc kiểu kinh quạt. Sau khi các bạn thấy cái lê co khác thì các bạn ráp vào này. Ráp vào thì đây dưới, bên này có một cái móc nằm ở phía dưới này. Rồi. Đó là mình hướng dẫn cách xử lý lỗi kẹt ở đây cột sợi nhé. Còn là mà kẹt thì nó nhiều nguyên nhân thì mà xảy ra cái kẹt đấy, nên nó kẹt chỗ nào mình xử lý chỗ đó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Giờ mình thử chạy thử xem nữa, chờ cho nó chạy thử xem nhé. Sau khi thấy lấy co là nó cũng mặc lấy co này nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.